Hoàng Xin, Bích Trâm kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Nhanh Mà Ngon. Chương trình được phát sóng lúc 11:50 từ thứ hai tới thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Món này bữa nay cực nhanh luôn chị Trâm. Cực nhanh luôn hả? Em đố chị món này em làm cái gì đầu tiên nữa đó. Món này chị thấy mực rồi thấy... Trời ơi, sao sao đơn giản quá vậy? Em sẽ nấu mực hấp tiêu xanh phô mai. Chị gỡ cái phần tiêu xanh này ra giúp em. Trời, ha. Rồi, có liền xin ơi. Nguyên liệu để làm cho cái món này rất là đơn giản. Chúng ta mua mực tươi ở ngoài chợ vậy nè. Bây giờ á là người ta bán mực á, người ta làm sẵn cho mình luôn chị. Mình kêu người ta cắt khoanh hay là người ta khía bông cho mình là người ta làm hết luôn. Rất là đơn giản và tiện luôn. Em sẽ cho một ít dầu ăn vào đây ha. Rồi em sẽ cho cái phần hành tím này vào nha. Đây là cái công đoạn mình làm sốt. Hôm nay mình sẽ làm sốt tương ớt Hàn Quốc để hấp cùng với mực và phô mai nè. Em sẽ xào cái phần hành tím này cho thơm lên trước nha. Còn tiêu đây, nguyên cái dây tiêu vậy, Trâm sẽ xé nó ra thành từng hạt, từng hạt, từng hạt. Đó, thì Trâm cứ xé thôi. Cái đó là cái gì vậy Sim? Cái này là tương ớt Hàn Quốc chị. Nếu mà chúng ta không có tương ớt Hàn Quốc á, mình đổi thành cái thịt gấc hay là tương ớt Việt Nam hay là cái tương cà cũng rất là ngon. Có người lớn thì mình làm tương ớt của người lớn. Dạ đúng rồi. Em đổ nước vô, mình sẽ vẫn là chụm lửa siêu riêu cho cái sốt này ngon ha. Tiêu này đúng. Chị tách hết luôn hả Xin? Tách hết luôn chị, nó không có cay lắm đâu. Rồi, em sẽ nêm nếm vào đây khoảng 3 muỗng cà phê đường trong đây. Một chút xíu hạt nêm thôi. Sau khi nấu xong á, thì em cũng nêm thử cái phần nước sốt của mình ha. Ngon luôn. Nhà chúng ta mà không có cái nồi xinh xinh giống vậy nè, mình lấy cái tô hay cái dĩa gì cũng được. Bây giờ em sẽ cho cái phần mực này vào ha. Mực rất là tươi, vậy thấy không? Cái mực mình trong vắt nè, nó trắng như vậy là ngon ha. Xin mà chọn nguyên liệu thì thôi, khỏi phải bàn nữa. Đó, em cho cái tiêu vào đây luôn. Cái phần tiêu xanh này nè, các bạn đừng có sợ nó bị nhiều, bởi vì nó không có cay. Đó. Còn bây giờ nhìn cái sốt nè. Bây giờ á là em sẽ để vô hấp tầm khoảng 5 phút. Hấp với lửa lớn nha. Sau khi 5 phút trôi qua thì em sẽ nhờ chị Trâm rắc cái phần phô mai và mình hấp thêm khoảng từ 1 phút nữa. Phô mai vừa chảy ra kéo sợi là mình sẽ thưởng thức món mực này luôn. Rồi bây giờ là em sẽ bỏ vô nồi hấp ha chị ha. Đó. Mình hấp đúng cái tầm thời gian đó thôi nha mọi người nha. Nếu như mình hấp nhiều quá thì cái mực nó chín nhiều quá nó sẽ khô, nó không còn ngon nữa. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta đợi khoảng 5 phút nha. Và bây giờ là em đi coi cái mực mình nó chín chưa nha chị nha. Trời ơi chị ơi, nó nở ra nè. Trời ơi, hấp dẫn chưa. Rồi bây giờ em sẽ cho cái phần phô mai lên mặt luôn nha. Rồi. Đó, mình sẽ rắc cái phần phô mai. Cái phần phô mai này nè, mình thích nhiều thì mình để nhiều, còn mình thích ít thì mình để ít. Đó, em với chị Trâm là thích nhiều nha. Nhiều nha. Trâm cũng có con nhỏ. Con Trâm ăn cái gì cũng đòi nhiều phô mai nha mẹ, nhiều phô mai nha mẹ. Con nít nó thích phô mai lắm. Đó, một phút nữa là em sẽ lấy ra nha. Chị ơi, em rất là nôn nao nha. Đó. Trời. Wow. Em gắp thử cái miếng phô mai lên nè. Ui, cha đã chưa đây. Ôi ơi. Và bây giờ Sim với chị Trâm sẽ ăn coi nó ngon như thế nào và Sim sẽ chia sẻ cho các bạn biết nha. Rồi bây giờ trước mặt của Bích Trâm là một đĩa mực hấp tiêu xanh phô mai. Mọi người thấy sao à? Rất là thơm ngon mà đơn giản đúng không? Nhanh cực kỳ là nhanh luôn. Ngon lắm mọi người ơi. Nó vẫn thơm với mùi phô mai vậy. Vẫn thơm, nhờ có cái vị tương ớt của Hàn Quốc nữa. Mọi người thấy không? Đầu bếp Hoàng Xin tính toán rất là hay luôn. Bởi vì cái mực á, là cái hải sản. Mà cái hải sản nếu mà mình hấp không ăn bình thường, nó bình thường quá. Có một chút tiêu xanh vô để dằn lại cho cái bụng mình nó ấm ấm. Phô mai nó dai dai, dẻo dẻo. Nó cộng với cái mực sần sật
Cái phô mai nó cũng mát nè. Ăn cái mực hải sản là nó cũng mát nè. Đúng rồi. Cái nó có cái vị nóng của tiêu xanh, nó bù dạ. lại đó. Mình ăn mình không có sợ bị lạnh bụng đó. Cái này mọi người nếu mà không có muốn ăn với một cái tinh bột nào đó thì mình ăn không cũng ngon. Còn nếu như có bánh mì nữa thì cái nước sạch sạch này nè, mọi người quết một miếng bánh mì chấm nữa, trời ơi ta nói nó hết sảy luôn. Thì giờ thời gian chuẩn bị và làm cái món này nó rất là nhanh. Ví dụ như mọi người đi làm về buổi trưa cũng có thể làm liền, ăn liền rồi nghỉ trưa vẫn còn kịp. Chúc mọi người thành công với cái món này nha. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi, chúc quý bà con sẽ thành công với món mực hấp tiêu xanh phô mai này nha. Và xin với chị Trâm xin chào và hẹn gặp lại nha. Em làm cái sốt tương ớt Hàn Quốc này nè, ngoài cái chuyện mà mình hấp mực á thì cũng có thể hấp tôm nè, hấp hải sản, hay là đơn giản nhất là mình có thể lấy thịt bò ra mình nướng mà mình chấm vô cũng rất là ngon. Trời, nghe hấp dẫn dữ ha. Đó. Bởi vậy ta nói mọi người thấy không, cái nước sốt á nó rất là đặc biệt, nó đơn giản, nó dễ làm, mà chẳng những mình làm mình ăn liền, mình có thể để tủ lạnh dùng được lâu dài nữa, phải không xin? Đối với những cái món phô mai dẻo này nè, có nghĩa là nó vừa tới cái độ chín thì nó sẽ kéo sợi, còn ví dụ như chúng ta nấu lâu quá thì cái sợi nó hầu như là thành một cái hỗn hợp nước sền sệt rồi nó hết sợi và không ngon. Và chúng ta ăn phô mai này thì tranh thủ ăn lúc nóng bởi vì nó nguội nó cũng sẽ cứng lại. Nè, nó không còn kéo sợi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Thank you.